Kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Tiến, kính thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, hai thầy chủ tọa buổi hội nghị hôm nay, kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu. Tôi xin thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt đề tài afatinib điều trị bước 1 ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa có đột biến gen EGFR dương tính thường gặp. Bài trình bày của tôi thì có 4 phần. Thứ nhất là chúng ta biết rằng là xin lỗi là cái trên này nó không có không, không không có trên trên màn hình. Xin lỗi, có thể vì trên màn hình không có. Chúng ta biết rằng là ung thư phổi thì được phân chia thành hai típ mô học chủ yếu, đó là ung thư phổi tế bào nhỏ và ung thư phổi không tế bào nhỏ. Trong đó thì ung thư phổi không tế bào nhỏ là chiếm chủ yếu, khoảng 85% các trường hợp, và trong đó thì 80% bệnh nhân ung thư phổi thì chúng ta biết rằng được chẩn đoán ở giai đoạn muộn và thời gian sống trên 5 năm chỉ có khoảng 19% ở bệnh nhân ung thư phổi nói chung. Về điều trị ung thư phổi thì không tế bào nhỏ thì điều trị bây giờ chúng ta là điều trị đa mô thức với các biện pháp như là phẫu thuật hóa trị, điều trị tại chỗ, xạ trị, đặc biệt là gần đây với sự phát triển của điều trị đích và điều trị miễn dịch thì đã giúp kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân. Với bệnh nhân được điều trị đích hoặc điều trị miễn dịch thì tỷ lệ sống thêm 5 năm khoảng 15 đến 50% tùy theo từng nghiên cứu. Và những bệnh nhân được điều trị EGFR-TKI thì mang lại hiệu quả đối với những bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ thì đã đến xa thì có đột biến dương tính đã được khẳng định trong nhiều nghiên cứu. Trong đó các nghiên cứu RCT đối với afatinib là một thuốc kháng TKI thế hệ 2 thì có trung vị PFS khoảng 11 tháng và trung vị OS khoảng 23 đến 28 tháng. Trong các nghiên cứu đời thực ở châu Á đối với afatinib thì cái trung vị PFS nó dài hơn từ 11 đến khoảng 19 tháng. Ở Việt Nam thì cũng vẫn còn ít các nghiên cứu về đánh giá hiệu quả của afatinib trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa có đột biến gen EGFR dương tính thường gặp. Thế đó chúng tôi tiến hành đề tài này với mục tiêu để đánh giá hiệu quả afatinib. Đối tượng nghiên cứu chúng tôi nghiên cứu ở 39 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa có đột biến gen EGFR dương tính thường gặp, điều trị bước 1 bằng afatinib và theo dõi tại khoa nội hô hấp Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thời gian từ tháng 1 2019 đến 30 tháng 6 2022. Về cái thời gian nghiên cứu chúng tôi cũng mới bắt đầu nghiên cứu trong một vài năm gần đây. Về tiêu chuẩn chọn bệnh nhân, bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 3B, 3C, giai đoạn 4 theo phân loại IGCC phiên bản 8, bệnh nhân trên 18 tuổi có đột biến gen EGFR dương tính thường gặp là bệnh nhân mà có đột biến xóa đoạn ESO19 và đột biến điểm L858R ở ESO21. Bệnh nhân chưa được điều trị hóa chất trước đó. Thời gian điều trị thì ít nhất là 3 tháng tính đến thời điểm chốt số liệu và bệnh nhân đồng ý tham gia vào nghiên cứu. Tiêu chuẩn loại trừ những bệnh nhân giai đoạn 1, giai đoạn mã A có bằng chứng nào về mặt dị ứng về afatinib và đột biến gen hiếm gặp, phụ nữ có thai hoặc bệnh nhân không tham gia nghiên cứu. Về thiết kế nghiên cứu, chúng tôi nghiên cứu tiến cứu theo dõi dọc và lấy mẫu thuận tiện. Và nội dung nghiên cứu thì đánh giá hiệu quả của afatinib trong điều trị bước 1 ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa có đột biến gen EGFR dương tính thường gặp. Về các bước tiến hành thì chúng tôi tất cả các bệnh nhân thì đều được khám lâm sàng, xét nghiệm cận lâm sàng sinh thiết khối u hoặc là trọng dịch màng phổi để xét nghiệm chẩn đoán chính xác về mô bệnh học. Sau đó được xét nghiệm đột biến gen EGFR dương tính thì điều trị cho vào nhóm điều trị và điều trị bằng afatinib. Về điều trị và theo dõi đánh giá trong quá trình điều trị thì thuốc chúng tôi sử dụng hàm lượng afatinib với biệt dược là Zilchip 40 mg hoặc là 30 mg mỗi ngày uống một viên. Theo dõi và đánh giá mỗi 3 tháng hoặc khi có triệu chứng của bệnh tiến triển. Đánh giá đáp ứng điều trị thì theo tiêu chuẩn RECIST 1.1, bệnh tiến triển sau afatinib được xét nghiệm xác định đột biến kháng thuốc. Về đánh giá tác dụng không mong muốn thì theo tiêu chuẩn của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, bệnh nhân dừng điều trị khi mà có bệnh tiến triển hoặc là có tác dụng phụ mức độ nặng, đã giảm liều và điều trị kết hợp nhưng vẫn không cải thiện, bệnh nhân không muốn tiếp tục duy trì điều trị. Thời gian chốt số liệu tháng 9 2022, thời gian phân tích kết quả tháng 9 2022. Về tiêu chuẩn chính của nghiên cứu thì chúng tôi đánh giá cái thời gian sống thêm không bệnh tiến triển PFS, tỷ lệ đáp ứng khách quan ORR và một số tiêu chuẩn phụ như là thời gian sống thêm toàn bộ OS, tỷ lệ kiểm soát bệnh và tác dụng không mong muốn. Về đạo đức nghiên cứu thì bệnh nhân đã được lựa chọn điều trị đích theo hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam.
Thuốc afatinib được chi trả trong bảo hiểm y tế với mức hưởng tối đa 50%. Đề tài đã được thông qua Hội đồng Đạo đức Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu và có đơn tự nguyện về xử lý số liệu theo phần mềm FPSS 22.0. Một số kết quả chính của nghiên cứu. Về đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu thì chúng tôi thấy là tuổi trung vị là 62 và đa số bệnh nhân là trên 60 tuổi, chiếm 64,1%. Nam giới là chủ yếu, 76,9%. Và đa số bệnh nhân có thuốc với 69,2%. Các kết quả này thì tương đương với các nghiên cứu khác về ung thư phổi, ung thư tế bào nhỏ. Về vị trí đột biến gen thường gặp thì chúng tôi thấy là cái tỷ lệ đột biến gen xóa đoạn exon 19 là chiếm tỷ lệ cao hơn với 66,7%. Trong khi đó đột biến điểm L88R thì chỉ 33,2%. Thì cái này cũng phù hợp với các nghiên cứu cơ bản về đối với điều trị afatinib ở bệnh nhân ung thư phổi, ung thư tế bào nhỏ. Trong lắc lăng 3, lắc lăng 6 thì đột biến ở exon 19 cũng tỷ lệ cao hơn. Về thời gian theo dõi điều trị và tỷ lệ đáp ứng thì chúng tôi thấy là thời gian theo dõi trung vị thời gian của tôi là 16 tháng và về đánh giá đáp ứng thì có 5 bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn chiếm 12,9%. Đây là một cái tỷ lệ mà chúng tôi thấy là trong quá trình điều trị ung thư phổi giai đoạn tiến xa với cái tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn như này là tương đối cao. Vậy cái thuốc này điều trị tương đối có hiệu quả đối với bệnh nhân có đột biến gen thường gặp. Về đáp ứng một phần là chiếm 76,9%, bệnh ổn định 7,7%, bệnh tiến triển có một bệnh nhân thôi 2,6%, tỷ lệ đáp ứng khách quan là 89,7%. Thì kết quả này cũng tương tự như là các nghiên cứu về afatinib với những bệnh nhân có đột biến thường gặp thì hiệu quả tỷ lệ đáp ứng tương đối cao. Tuy nhiên chúng tôi thì thời gian theo dõi chúng tôi còn ngắn, do đó cái tỷ lệ này chúng tôi nghĩ là nó còn cao hơn. Về đánh giá mức độ đáp ứng theo cái loại đột biến thì thấy rằng là không có sự khác biệt giữa tỷ lệ đáp ứng ở bệnh nhân có xóa đoạn exon 19 hay là đột biến điểm L88R với đáp ứng hoàn toàn ở exon 19. Xóa đoạn exon 19 là 11,5%, ở xóa điểm điểm đối điểm L88R là 15,4%. Và tỷ lệ đáp ứng một phần bộ ổn định tiến triển hoặc là tỷ lệ đáp ứng chung thì cũng không có sự khác biệt giữa hai cái loại đột biến này. Về trung vị PFS chúng tôi tổng kết thì thấy có trung vị PFS của chúng tôi là 14 cộng trừ 0,9 tháng. Tỷ lệ PFS 1 năm đạt tới 70,9%, tỷ lệ 2 năm là 24%. Các kết quả thì nghiên cứu này thì cũng phù hợp với nhiều nghiên cứu khác về afatinib. Ví dụ như là của Su bệnh nhân là trung vị PFS là 14,1 tháng, của Ho là trung vị PFS là 14,2 tháng. Nhưng có một số tác giả thì có trung vị PFS cao hơn như là của Kim và cộng sự thì trung vị PFS là 19,1 tháng. Chúng tôi cũng như vừa trình bày là thời gian theo dõi còn ngắn. Do đó cái số bệnh nhân mà vẫn đang tiếp tục có đáp ứng thì cái trung vị FPS này của chúng tôi nếu theo dõi dài hơn chúng tôi nghĩ là nó sẽ tiếp tục dài hơn và sẽ có những báo cáo ở trong những hội nghị tiếp theo. Những cái tác dụng phụ không mong muốn của afatinib thì cũng như là thường gặp như là những cái nghiên cứu khác. Nhờ chúng ta cũng thấy rằng là đối với những bệnh nhân được điều trị đích bằng afatinib thì cái tác dụng phụ nó cao hơn là đối với điều trị gefitinib mức 1 hoặc là osimertinib mức 3. Với cái tỷ lệ tác dụng phụ chung lên tới là 74,4%. Tuy nhiên là tất cả các tác dụng phụ này thì đều ở trong cái mức độ kiểm soát được ở mức độ 1, độ 2 và có một số bệnh nhân phải chỉnh liều sau đó vẫn duy trì tiếp tục điều trị. Cái tỷ lệ này cũng tương đương như là các nghiên cứu khác. Tuy nhiên trong lát năng 3 chúng thấy là tỷ lệ tiêu chảy lên đến 95%, nổi ban sẩn 89%, tỷ lệ này chúng tôi thì thấp hơn một chút. Và tương đương với nghiên cứu của Vũ Hà Thanh ở VK thì cũng tương tự như vậy. Như vậy qua cái nghiên cứu của chúng tôi thì chúng tôi có một số kết luận. Thứ nhất là afatinib là lựa chọn tiêu quả hiệu quả và an toàn trong điều trị bước 1 ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa có đột biến gen EGFR thường gặp. Và cái OS thì xu hướng dài hơn ở nhóm mắc đột biến xóa đoạn exon 19 cũng như là PFS không có sự khác biệt ở giữa hai nhóm này. Và hạn chế của nghiên cứu là cái cỡ mẫu còn ít, thời gian theo dõi chưa dài và tỷ lệ bệnh nhân có di đoạn còn ít. Do đó chúng tôi tiếp tục báo cáo ở trong hội nghị tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các thầy và các quý vị đã theo dõi.